Thưa quý vị, những ngày qua siêu bão Beryl đã tàn phá trên diện rộng tại một số quần đảo nhỏ ở Caribe và Venezuela, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Trong diễn biến mới nhất, bão Beryl đã tiến sát một số khu nghỉ dưỡng hàng đầu ở Mexico, buộc cơ quan bảo vệ dân sự Mexico phải ban bố báo động đỏ, đồng nghĩa với việc là siêu bão đe dọa đang ở mức nguy hiểm tối đa. Để đối phó với siêu bão, cơ quan bảo vệ dân sự Mexico yêu cầu tất cả người dân ở trong nhà hoặc tránh trú ở nơi an toàn khi bão áp sát một số điểm du lịch ven biển nổi tiếng của nước này. Cơn bão ảnh hưởng rất nhiều đến chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi không thể làm việc. Thứ hai, chúng tôi cần tìm nơi trú ẩn. Chúng tôi rất lo về cơn bão, không chỉ chúng tôi mà tất cả những du khách khác cũng vậy. Chúng tôi chỉ muốn về nhà an toàn, nhưng giờ chúng tôi đang bị mắc kẹt ở đây. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador kêu gọi người dân và khách du lịch tìm nơi tránh trú an toàn sau khi cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn do bão có thể gây lở đất và lũ lụt. Tại thành phố Cancun, người dân đã tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong nhiều ngày. Các khách sạn đã đóng ván che cửa sổ. Khoảng 100 chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Cancun có lịch trình trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 7 đã bị hủy. Trước đó, chính phủ Mexico thông báo đã huy động hơn 8.500 binh sĩ để hỗ trợ người dân phòng chống siêu bão, đồng thời khẳng định đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm và nước sạch để phân phối cho người dân.